Bu đem về. Bu đem về, cụ đem về. Người đàn ông có cây cà lem chicola, chicola. Cái miệng mà quá trời. Ai có cây cà lem chicola? Anh này. Bà nói tùm lum là ơi bữa nay mượn áo đẹp vậy. Trời ơi. Chút tôi bán cho bà tin mừng chút có quà nè. Ai cho? Người ta gửi về cho bà nguyên một cái hàm răng sắt luôn. Trời ơi. Chút tôi đưa bà đeo. Không. Nè bà kêu khách chưa? Anh cặp kha la la la. Lại la la la. Có bạn chưa? Thu Hương về nha, cô đem về, cô đem về. Mấy anh ơi, Thu Hương về nha. Thu Hương về, Thu Hương về. Đi đâu rồi? Vô đây này chứ. Vô đây làm chi? Mệt lắm. Mời mấy anh nhớ lại ăn phở nha. Cá viên chiên bán vít chiều, phở bán vít sáng. Mấy anh ăn rất là ngon nha. Mời mấy anh nhớ lại ăn phở ủng hộ cho em nha. Lan với phường nha, Nguyễn Tu La. Anh mà bà có thổi kèn không? Đỉ bà này, thằng vô duyên. Bà thổi kèn đi, ta mới ăn ủng hộ má. Thằng vô duyên. Chết luôn không kêu gì chết kìa. Cô muốn gọi kìa. Gọi nó đi. Gọi gì chết kìa. Tại kẹo luôn, Thu Phương trời chết. Anh ơi đừng chụp anh nó, chụp với em đẹp hơn nè anh. Anh trời chết. Em là con gái nàng quê nè anh. Anh chụp hình với em này. Chị chụp hình với em đi, đừng chụp hình nó. Vô dành liền. Vô dầm gì chết, vô dầm gì chết. 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 Trời ơi, thấy nó chụp hình cũng kêu con chụp vậy. Hey, chụp đi. Bữa nay mày giống cây bông mai quá, hết Tết rồi má. Nè uống bia nè. Hai ba vô, đi cắp tới vàng vô. Em muốn đi đâu em cũng chiều anh tới đó. Uống bia nè. Dạ, chụp nào anh ơi. Bà có uống bia không? Không. Dở kèn đi. Đi, vô viện. Hai. Ủa kìa, cười hay khóc vậy? Chú mỏ kìa. Quá đẹp. Đây, ngồi đâu anh, ngồi đâu? Cho ba thằng ngồi đây đại đi, chóng mặt quá. Ngồi xuống đi, chết. Rồi, khách ca la la la, vô đây, vô đây. Vô đây dục bàn vô hết đi. Đó, hút lại đi cho ảnh ngồi. Vô đi mấy anh. 20. 20 người hả? Đội đi ăn cái viên chiên đi đánh lộn đánh bà. Đi 20 người kìa. Trời ơi, nói 20 người làm mệt rồi nè. Thử đi ăn cái viên chiên hay là đi ám sát tôi? Đi ăn cái viên chiên à, đi khỏi kèn. Ê, đi mà. Ăn cái viên chiên à, khỏi kèn cắt đồ. Cái viên chiên, khỏi kèn là bà thổi. Hả chứ số chưa hả? Anh nói nghe anh sửa bình xăng con không? Bình xăng bông mai nè, thông lắm, không cần sửa. Hả chứ số chưa? Hết rồi. Lấy thêm 10 tờ bán đi. Ở đâu có? Đây đưa tiền nè, tôi lấy cho. Đi. Giờ còn khách kìa, tao lấy thêm tao bán đi chờ. Không. Đây đưa giỏ tiền này. Ê, bo xong chịu chi đôi bà nội. Không làm công ngang. Trời ơi ơi. Đem vô với mẹ nè mẹ. Trời ơi, mày nhìn con hoài vậy cha. Con trai nhìn con hoài vậy. Anh nhớ em không? Trời đá nhẹ. Anh ăn ăn cá viên chiên lộn mèo à. Mấy trăm. Vô, 20 cái dĩa. Kìa, 20 cái dĩa. Đủ má bán cái viên chiên ấy mà không kêu. Từ từ ta kêu 2 dĩa kìa. Cũng phải từ từ đây. Cảm ơn nhiều. Okay, hỏi vậy nãy giờ. Nè, hỏi cái viên chiên ta đây. Đủ má nó chụp hình hoài. Anh đi về đi. Dẫn về. Tao xúi nó nè, đi về hết đi. Chốt vô sửng coi. Lê, khách vô nè, nhiều.
mấy trăm, mấy trăm. Kêu nó đi, nó chụp tới sáng luôn. Gọi đi. Gọi kìa. Ôi, chất kìa, thấy chưa? Hàng bút kìa lẻ lớn. Úp ba, kêu đi úp ba. Úp ba. Úp ba. Trai quá, biết tiếng không? Úp ba, nó ra bụng tay cung đẹp rồi. Úp ba mama, nói đi, úp ba mama. Cung có da. Trời ơi, má này nói cái gì vậy trời? Úp ba, nói đi, úp ba. Mày la đi đâu đây đủ đó, mày úp ba hoài. Anh già con. Kệ, hỏi nó đi. Thôi, nó quầy quá à. Vậy. Giống quậy nó đi, đang vui không mà. Mệt mà. Đi. Không mệt ra. Không đi, đóng clip nó miếng. Thôi đi. Ngồi đây à. Ngồi đây nghỉ mệt. Không. Hết rồi, cá viên chiên nó hết rồi. Vậy. Bán hết rồi. Ê lẽ còn không tốt mới vô 20 đứa kìa. Bán không bán bà luôn. Lẽ hỏi mấy anh ăn nhiều lộn mèo. Cứng hình luôn rồi. Kỳ bà đổi hơn rồi con tét nữa. Ai bà trước đi qua xe phở chứ hả? Trời đi, tôi dẫn bà tham quan dòng xe phở nè. Đi ảnh đi qua ảnh giới thiệu quảng cáo là nói là thứ hai là bắt đầu phở gà bãi đạt chuẩn bị bán. Mời con chết rồi. Cái gì vậy má? Thứ hai đi khám bệnh. Thứ hai đi đâu? Tôi còn mắt. Thứ hai là bà có lúa nên tôi bảo đảm tôi bấm quẹ cho bà nè. Anh nói trước rồi, ở nhà không có bắt xe gáp cho nó về nha, muốn gáp luôn. Gì kỳ vậy trời, ghen hả? Mày đang búp bê buồn vậy, búp bê. Hợp quá, mày đi tao quay muốn chết luôn. Rồi, qua đây nè. Qua đây em sẽ... Nè, này nè, anh Việt Kiều nè. Biết rồi, một chút anh Việt Kiều. Bây giờ đi qua xe phở của hai chị em mình nè. Chị em qua đường đó nha mấy anh mấy chị ơi. Đây, tăng 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 tăng. Phở gà bé đạt. Đó, hello tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên xin cho hai chị em Trúc Lam và Trúc Chích. Bà tên Trúc Chích nha, tôi tên Trúc Lam. Đó, Trúc Lam và Trúc Chích gửi lời chúc sức khỏe và lời chào Hân Nương đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại các kênh YouTube, kênh của anh Hân Trần Official nè, Check In Xì Phố nè, Sức Sống Mới nè, rồi kênh của Lan Quế Phường quận 10 nè, Thu Vương Cá Viên Chiên nè, Lâm Ma Van nè. Lời chào trân trọng nhất nha, và xin thông báo với tất cả mọi người, những anh chị mà nói đi, những anh chị đến đây ăn phở dịch sáng chiều ăn cá viên chiên, còn không có ăn phở thôi hỏi ăn cá viên chiên. Má, tôi với bà con thân luôn á. Phường Nguyễn Tú La nha. Xếp qua xe phở nè. 258. Xếp lên xe phở. Rồi đứng, hai chị em mình đứng nè. Phở Trúc Lam Trúc Chích của hai chị em. Phở Trúc Lam Trúc Chích của hai chị em. Của Lan Quế Phường mà. Đúng rồi, của Lan Quế Phường. Thì tôi với bà là Trúc Lam với lại Trúc Chích. Của Lan Quế Phường nha. Nhưng mà mấy anh nhớ 6 giờ sáng ăn phở nha. Đừng ăn cá viên chiên. Gì vậy má? Tôi với bà đang thân mà. Ý là ăn phở nè, ăn cái viên chiên mà mua giấy số ủng hộ bà luôn. Ơi, cái viên chiên rất chiều cái này ta. Sáng ra bán phở, phở bà là gương mặt đại diện cho cái bò. Đó, đứng xét luôn. Hiểu không? Bà đại diện cho gương mặt phở bò. Vậy đi ha. Rồi đi vòng đi. Đại diện cho con bò đó. Đi vòng chơi.
đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn, thấy anh tự như thân thơi. Hát đi. Anh mới ăn phở nha. Phở với sáng ngon lắm á nha. Phở ngon, ăn thử chưa? Ok ok anh. Mới ăn phở nha anh Việt Kiều, dễ thương. Trời ơi, anh Việt Kiều của tao nè. Nè, anh Việt ơi, Kiều đẹp trai gì. Cái chị kia kêu gì chứ kìa, nói là cho giả cho mặt hai cái mới mua hai tờ kìa. Đấy đó, có duyên tao chết liền. Trời ơi. Để tới mặt tao tử rồi, sưng ai đùi. Ok ok, chụp hình nè con. Đẹp quá. Vô vô chụp hình với mẹ nè, không có mắc cỡ. Không có mắc cỡ. Không có mắc cỡ, mình mắc nợ là không có mắc cỡ nè. Vô đâu máy chụp hình đâu. Đâu rồi, kìa kìa, cười lên con. Cười lên. Cười lên, thả tim nè, thả tim nè. Rồi cười lên chung nhỏ nè. Ổng đi chơi về. Nè nó mới một chiếc xe hơn. Đó, đẹp quá, cảm ơn hai con nha. Có dừng xe, đi theo ba đi qua đường đi chút mẹ qua. Xe xe. Cô Phương, lại lên đi, cu đen. Hello anh bò. Đợi lâu vậy anh? Ê bà, ê, hôm nay bà bận áo vàng Tết nè, bây giờ bà hát bài bài Tết đi. Tết không đi hát đâu. Chết 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 đến rồi. Thôi, mát bạn ra rồi. Hát bài đó vui mà. Bông bông mai vàng, bông hoa trắng thắm tươi đi, bà hát bài đó đi. Bông hoa vàng, bông hoa trắng thắm tươi. Mờ mấy anh kiếm lại cu đen mà mờ liền. Gì vậy má, tự nhiên có cu đen trống nữa bà nội. Mày tên cu đen. Tự nhiên mà hát bây giờ có cu đen giống nữa vậy. Mày tin cu đen. Lãnh thêm với số bán đi, hết chưa sớm vậy. Đủ má mày giờ 10 giờ đem ăn hả. Kilo tô đi rồi. Con mấy gì ga cơ ga mà con mấy. Con mấy gì ga mấy gì ga. Em ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, ơi hay quá vậy kìa. Kìa chị đó kìa, dễ thương quá kìa. Trời ơi đẹp quá. Ghé gì. Dễ thương quá vậy trời. Em nghe Alibaba Cần Phương nó vô nhà bà năng cấp xe đạp đi ra còn số bà. Còn trời bà. Ơi tự nhiên nói tôi đi vô xe đạp ra còn số bà. Cái gì vậy? Nó cho tiền nghĩ bà khổ. Nó cho tiền hoài. Rồi xe đạp. Ê ê ê trời trời ơi, móc cái giỏ đi đâu vậy ông nội? Chơi giỡn gì kì, cho lớn vào đầu giỡn gì kì. Đúng nhai. Ý là đưa cho nó luôn, nó móc kì. Là... Ê... Là gì? Dễ thương quá má ơi, bữa nay giờ giống cái đồng bánh ơi. Bữa nay gì vậy? Giống cái đồng bánh tét quá. Bữa nay giống cái đồng bánh tét, cái sợ luôn quá má ơi. Ơi. Nè anh Bo nè. Tưởng đẹp quá à. Hát bài tặng anh Bo đi. Ơ ơ ơ chày. Ơ ơ ơ ơ chày. Trời ơi, mất thuốc mũi không ăn được mấy cái đó nè. Làm như cậu nít vậy mất thuốc mũi. Ý trời. Ăn luôn hả? Ngon không? Đâu hả không ngon rồi? Bà ăn luôn hả? Lại lửa ra rồi. Nói gì đi. Nói gì giờ? Về kể tâm sự bà cuộc đời hồi xưa bà làm gà á. Mày làm á, tao làm nào. Ủa? Kể đi, nói là hello mọi người, em kể tiểu sử của em hồi xưa làm gà. Dạ, alo mọi người. Lan Quế Phượng phải tầm thường đưa con Phương lên đường. Sao má này đường nào con muốn chết hết vậy trời. Nha. Sáng mấy chị lại ăn phở, với sáng ủng hộ nha. Sáng ăn phở, phở tối lại ăn em. Sáng ăn phở có lèn cá viên chiên mà đừng ăn mua giấy số giùm em. Thôi đừng mua giấy số kìa. Bà kêu đừng có mua giấy số giùm bà. Bà nói lộn rồi má ơi. Đừng mua cá viên chiên, mày mua giấy số giùm. Hồi nãy bà mới nói là ăn phở xong mà mua cá viên chiên, không có mua giấy số. Hồi nãy bà nói lộn rồi. Rồi ngày mai vận áo gì? Mời à... Mời mặc áo dài tức tân. Trời ơi ôi. Mỗi ngày một phong cách nha. Bữa nay bà đi tông gì? Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Rồi rồi bà hát cho em Bo với lại em bé nghe ăn bài đi. Rồi, vậy chụp hình về chú mỏ đi. Chú mỏ đi. Trời ơi cưng dễ sợ luôn á. Cắt nè. Chú mỏ đi. Nhắm mắt lại. Khi em bóp con bạch tuộc kêu Lai. Bóp tàu với bà mẹ nào bên đường chờ. Ai vậy? Chị chất nè cô. Bà thiếu nợ người ta hay gì vậy? Ai quen biết bà? Phương, hồi nãy bà nói á, mấy bà mày dọn nhà chúng nợ. Trời ơi. Ừ, mấy bà dọn nhà chúng nợ. Thôi bà nói tầm bậy tầm bạ, tao lên đây tao kiếm bà đó nha. Bà vừa phải thôi. Trời ơi, chụp mà cười dữ vậy bà. Trời ơi, hai ba ông chồng mà lợi luôn kìa, hai người khu mực bây giờ bà chọn ai? Hai ông khu mực kìa, giờ bà chọn ai? Anh em có con này anh nướng giùm đi. Ê, con gì vậy má? Con mực. Mực của bà thiêu rồi. Mực của em ngon. Con mực của bà để lâu quá thiêu rồi, nó ẩm mùi kìa, mùi gì hôi hôi bốc ra kìa. Lên móc rồi.
đó. Ê bà hát bởi vì có ai mua sầu riêng á? Thôi. Có ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Ê, anh cái đầm đẹp quá Mai. Bà bận không có vừa đâu má. Mượn không? Mai Mai dây chức mượn nha. À Mai cũ này mặc. Nói đi con, cụ chức mượn không có vừa đâu. Đút vô cho mẹ cho ngoại ăn đi con. Đút vô cho ngoại ăn đi. Đây mẹ đút cho ngoại ăn cho. Không. Đút đi, bà nó thích ăn ngọt lắm, đưa vô đây. Có đi. Có đâu. Ủa dễ thương ghê, trời mua hũ cho bạn. Nói chứ bà không ăn vô con ơi. Bà thích ăn dâu Đà Lạt mà dâu dập á. Ê không ăn. Trời ơi, tôi không ăn mấy này không có được nha không. Hát đi, bà kiếm nào hát hát đi, tôi thấy bà hết vui rồi kìa. Đúng má mày đi, tao đóng nãy giờ muốn chết lầu le bốn thằng này nè, bốn cái cục nè. Ờ giờ lấy á. Tao kiếm chơi, tao không đi về đó, bán 200. Thôi. Bán mấy cục YouTube 200. Thôi giờ lấy nước ra tắm với bà nha. Nó chụp hoài, tắm chi má. Hoàng ơi lấy nước ra tắm cho Hoàng hậu. Hoàng hậu chị. Mời mấy chị lại ăn ăn phở nha mấy chị mà khai trương. Thứ hai là. Thứ hai khai trương nha. Chiều đừng dạ, mua cá viên chiên, mua vé số cho em. Trời ơi. Má xưa giờ má chưa thấy BD nó lộn á má. Tụi với bà đang thân nó tự nhiên không ăn cá viên chiên. Ờ sao lại con chiếc bông vậy? Đâu, hai chiếc mà. Đâu? Ờ hai chiếc. Đúng bên nè. Hai bên kia đâu, đâu biết. Khó. Ờ cái mặt bữa nay xanh quá nha. Bà nói là mời chết rồi. Ê trời ơi. Má nói gì? Bữa nay bà nói gì vậy? Thôi bà nói gì không có nên nha bà chết. Mai đi khám bệnh. Ngày mai đi khám bệnh. Mời chết. Ai chết? Thôi nói gì vậy trời. Thôi đừng có giỡn mà đừng có bỏ tôi đi nha chết. Đi nước khóc rồi nè. Không có bỏ tôi đi nha. Nói đi bà không có bỏ tôi đi nha. Đạp quá. Đạp gì mệt. Tháo đi mấy ông nội gần về giờ đeo hoài à.